Rồi, hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi cái tựa game như trên máy tính. Tựa game này là tựa game gây ức chế nhất thế giới. Mình không hiểu sao mà cái thằng này nó có thể ngồi được trong cái thùng và nó cầm cái búa. Không lẽ nó không có chân? Và mình đang chơi tựa game này trên điện thoại. Link tựa game này mình sẽ để phía dưới cho các bạn tải về thử nghiệm nha các bạn. Và mình đang cảm thấy là mới đầu vô là mình cảm thấy hơi ức chế rồi. Chứ không phải là phải đợi hết game, lết game mới ức chế. Đậu phộng đó. Từ từ thôi đó. Đậu phộng. Lên. Lên. Mày có biết là tao khó khăn lắm mới lên được đó không? Mày thấy gà nhà tao kêu chưa? Hả? Lên. Nhìn cái thằng trong game á, các bạn thấy không? Nhìn cái thằng trong game á, mình thấy mệt mỏi rồi mà mình chơi nó còn mệt mỏi hơn nữa. Lên. Ô. Các bạn đừng bao giờ chửi mình chơi ngu, tại vì khi các bạn tải về các bạn chơi mới biết. Lên. Rồi, lên được rồi. Hèn quá, mừng quá. Lên. Trời. Lên. Mình thật là ức chế. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Mình còn làm những clip game khác nữa. Nên là các bạn đăng ký kênh mình để ủng hộ mình. Nhớ cho mình một like video để ủng hộ mình nha. Mình thường làm clip game Free Fire. Các bạn nào mà bắn Free Fire thì có thể ủng hộ mình. Để mình làm tiếp tục làm game. Và mình đang cảm thấy mình bắn Free Fire thì hay, nhưng mà mình chơi cái này thì chẳng hay xíu nào cả. Đậu phộng đó. Đầu phòng đó. Lên. Rồi. Bước này phải làm sao đây? Lên. Trời đất ơi, nó bị gì vậy? Lên. Rồi. Thôi mình nghĩ mình không nên chơi game này nữa. Chơi chập mình đập điện thoại luôn á. Bực lắm rồi. Thôi các bạn nào lấy được top hay là gì thì top game này thì có thể các bạn quay clip lại và gửi cho mình có thể đăng lên trang của mình. Rồi, bạn nào có clip hay về bắn Free Fire á thì chưa có kênh thì có thể gửi clip qua cho mình để mình đăng lên cho bạn luôn, và mình tap tên bạn vào đó hoặc là tap Facebook của bạn vào đó. Thì các bạn đăng trên driver xong đó, sau đó gửi về cho mình rồi gửi đăng trên driver, sau đó các bạn gửi link về cho mình để mình tải và mình đăng lên cho các bạn xem. Ôi, không được ổn rồi. Đậu phộng đó, không lên được cái đó. Thôi, clip tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem nha. Cái game này thì mình để link ở dưới, các bạn muốn tải thì về và thử nghiệm coi cái độ ức chế của nó. Mình rất là bực rồi đó. Đù mưa. Thôi mình mài búa. Cái này là
Có con mày sắt có ngày nên kim. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ đăng ký kênh của mình nhé.